Tử vi tuổi Giáp Ngọ 1954. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi tháng 8 của tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 sẽ giúp gia chủ biết được chi tiết vận mệnh của mình trong tháng 8 sẽ diễn ra như thế nào, vận mệnh của bản thân ra làm sao. Trong tháng 8 âm lịch, những người tuổi Giáp Ngọ được tam hợp với Thái Tuế. Vậy nên, mọi sự hanh thông, công danh, sự nghiệp phát lên như diều gặp gió, may mắn, tài lộc ùn ùn kéo về. Trong phần luận giải tử vi tháng 8 của những người tuổi Giáp Ngọ sẽ chỉ ra rõ vận trình của tuổi. Trong phần luận giải tử vi tháng 8 của những người tuổi Giáp Ngọ sẽ chỉ ra rõ vận trình quý vị trên 4 phương diện: tổng quan vận hạn, công danh sự nghiệp, tình duyên, gia đạo, sức khỏe của người tuổi Giáp Ngọ. Cùng với đó, thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt sẽ giúp quý gia chủ hóa giải về các vận hạn trong tử vi của những người tuổi Giáp Ngọ tháng 8 âm lịch. Từ đó giúp quý gia chủ hóa giải những tai ương cho mình trong tháng 8 âm lịch. Sau đây sẽ là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Giáp Ngọ. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954, tháng 8 âm lịch năm 2021. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Giáp Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Giáp Ngọ mệnh sa trung kim là người hướng ngoại, thích náo nhiệt, cũng rất thạo chuyện xã giao, tính tình nhanh nhạy, hoạt bát, phản ứng nhanh nhẹn, luôn gần gũi với mọi người nên có nhân duyên khá tốt. Trong tình yêu, người tuổi Giáp Ngọ rất dễ xung động, họ dễ bước vào nhưng cũng rất nhanh kết thúc khi cảm thấy không còn phù hợp. Người tuổi Ngọ nói chung và Giáp Ngọ nói riêng có tấm lòng bao dung, bác ái, khẳng khái và rất nhiệt tình. Họ là người có tố chất lãnh đạo, có tinh thần tư duy, sáng tạo. Song đôi lúc bản mệnh còn thiếu kiên trì nên dễ làm hỏng chuyện lớn. Tháng này, người tuổi Giáp Ngọ vận trình gặp không ít bất lợi, nhất là về tài chính. Trong tháng nên làm việc theo kế hoạch, tránh tình trạng tùy hứng hay ham vui khiến chi vượt thu, tài sản hao tổn, gây ảnh hưởng xấu tới tâm lý và sức khỏe. Đối với những người còn đi làm, năng lực vững chắc vẫn giúp đương số gặt hái được thành quả nhất định. Bản mệnh chủ động về tài chính, ít phải dựa dẫm vào con cái. Giáp Dương Mộc gặp đinh âm hỏa nên được gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho gia chủ tuổi Giáp Ngọ, nếu có cơ hội tốt, cần nắm bắt sẽ có được tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi ở phía trước. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình gia chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954, tháng 8 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất về sự nghiệp, quan vận. Với tuổi Giáp Ngọ, tháng này sự nghiệp gần như bị bỏ lại vì hầu hết mọi người đã thảnh thơi hoặc làm ít dần, sắp nghỉ hưu, sự nghiệp đang dần rời xa. Nếu bản mệnh vẫn còn làm việc, hãy chắc chắn rằng đặt sức khỏe lên hàng đầu. Lúc này, bản mệnh nên tận hưởng hạnh phúc của mình. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là làm việc không tốt cho bản mệnh. Mọi người chỉ cần lập một kế hoạch hợp lý, đừng quá bận rộn hay mệt mỏi. Với những người vẫn đang tiếp tục công việc, mặc dù làm việc chăm chỉ, bản mệnh sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, có cảm giác rằng sẽ không có chỗ phát huy được tài năng của mình, kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ. Miễn là có cơ hội đi công tác hoặc làm việc ở nơi khác, đừng ngần ngại hoặc che đậy mong muốn bên trong, vì cơ hội cải thiện vận may còn phụ thuộc vào nỗ lực của chính bản mệnh. Ngay cả khi không thể ra ngoài, hãy cố gắng giải quyết nhiệm vụ mới hoặc làm việc trong một môi trường mới, gặp gỡ tất cả các khách hàng. Tuy vậy, nếu như gia chủ tuổi Giáp Ngọ không muốn bao nhiêu công sức của mình phấn đấu trước đó bị đổ sông đổ bể, thì cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình. Đừng để bản thân cứ mãi trượt dài trong sai lầm mà không lấy lại được phong độ ban đầu. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại.
khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến âm âm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân đã được thầy Gia Cát trì chú, khai quang, sử dụng xem ngày giờ cho gia chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Vận tài lộc của tuổi Giáp Ngọ không mấy khởi sắc trong tháng 8 âm lịch. Xem tử vi cho thấy bản mệnh có một cuộc sống phần nào phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học, tránh việc mất mát tiền bạc và những việc không thực sự cần thiết. Những người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này, chuyện làm ăn khó bề phát lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Bản thân tuổi Giáp Ngọ cũng có nhiều gánh nặng trên vai, có khi phải chi dùng nhiều tiền bạc cho người thân, bạn bè chứ không phải cho bản thân mình. Bản mệnh cũng quý trọng tiền bạc, nhưng có những chuyện không tiêu pha không được. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Người tuổi Giáp Ngọ tháng 8 âm lịch về sức khỏe không được tốt, nhất là vấn đề liên quan tới sức khỏe, chú ý các bệnh liên quan tới đầu óc như nhức đầu, mất ngủ, các bệnh liên quan tới hệ thần kinh. Đặc biệt với những nam gia chủ Giáp Ngọ cần chú ý các bệnh nội tiết, đặc biệt là thận. Ngoài việc đi khám tổng thể thì gia chủ cần chú ý đến sinh hoạt hàng ngày, bia rượu và các chất kích thích cần tránh để không tích tụ bệnh lâu dài, ảnh hưởng đến con đường phát triển của gia chủ. Gia chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ Giáp Ngọ sinh năm 1954. Thứ tư, về mặt tình cảm và gia đạo. Vận trình tình cảm không được suôn sẻ, dù nam hay nữ mệnh đều lâm vào những tình huống chéo ngoe mà nguyên nhân cũng bởi sự cứng nhắc, nóng nảy của bản thân. Đương số cần phải bình tĩnh, tinh tế, trò chuyện với đối phương nhiều hơn để giải quyết khúc mắc, nếu không gia đạo khó về yên ấm. Quý vị thân mến, chúng ta đã vừa tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Giáp Ngọ tháng 8 âm lịch. Quý vị hãy áp dụng những lời khuyên của thầy Gia Cát, ứng dụng vào cuộc sống để có được nhiều may mắn, thuận lợi hơn. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 8 âm lịch để gia chủ tuổi Giáp Ngọ có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm Sơn Hạ Hỏa, ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, thị thành kim cục, xung mão, hình dậu, hại tuất, pha tý, tuyệt dần. Tháng này không phải quá đen đủi đối với những người tuổi Giáp Ngọ, cần chú ý những ngày sau. Ngày âm lịch mùng 7 tháng 8, tức ngày 13 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, giáp tý, nạp âm, hải trung kim. Ngày âm lịch 19 tháng 8, tức ngày 25 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, bính tý, nạp âm, giản hạ thủy. Đây là hai ngày cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Giáp Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Ngọ tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 2 tháng 8, tức ngày mùng 8 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, kỷ mùi, nạp âm, thiên thượng hỏa. Ngày âm lịch 14 tháng 8, tức ngày 20 tháng 9 dương lịch, nạp giáp, tân mùi, nạp âm, lộ bàng thổ. Ngày âm lịch 26 tháng 8, tức ngày mùng 2 tháng 10 dương lịch, nạp giáp, quý mùi, nạp âm, dương liễu mộc. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, thầy Gia Cát khuyên gia chủ Giáp Ngọ sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Giáp Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy.
Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người về tử vi chi tiết của tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954, tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có thêm được những kiến thức hữu ích, tránh hung hóa cát, gặp được nhiều may mắn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn để thách thức chúng ta lớn hơn. Vậy nên mọi người đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành sứ mệnh của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành, theo dõi chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của ban biên tập chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.